Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía dưới chân khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc mà lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động tới mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông: ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này lấy nước mắt rửa chân, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà ấy nhiều và đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: đức tin con đã cứu chữa con hãy về bình an. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật về một bữa tiệc. Chính vì thế ngay đầu thánh lễ chúng ta cùng nhắc nhở nhau ý thức cầu xin Chúa cho chúng ta biết tham dự bữa tiệc cộng đoàn với lòng khiêm tốn biết ơn. Chúng ta cùng suy tư từ bài tin mừng hôm nay về bữa tiệc. Rõ ràng là trong bữa tiệc này Chúa Giêsu hiện diện. Và liên hệ với bữa tiệc này với Chúa Giêsu có hai nhân vật được tường trình. Thứ nhất là người biệt phái tên là Simon. Thứ hai là một người phụ nữ trong thành. Người biệt phái tên là Simon có đủ điều kiện để mời Chúa dự bữa tiệc tại nhà mình. Có điều kiện về vật chất, có điều kiện về danh vọng trong xã hội bởi ông là người trí thức. Có quyền trong giáo hội bởi ông là người biệt phái. Và đồng thời được tiếng là thanh sạch. Chính vì thế ông mời Chúa dự tiệc. Chúa trân trọng lời mời này. Chúa đến để tham dự bữa tiệc tại nhà ông. Còn người thứ hai, một người phụ nữ. Người phụ nữ này tầm thường, thậm chí bị khinh miệt bởi tội lỗi trong thành ai cũng biết. Không phải là mời đến dự tiệc nhà mình, mà là đến để gặp gỡ Chúa. Bà đến gặp gỡ Chúa và đồng thời biểu lộ sự gặp gỡ đó một cách khiêm tốn. Chúng ta thấy hai thái độ khác biệt nhau tham dự bữa tiệc với sự hiện diện của Chúa Kitô.
rõ ràng là người biệt phái tên là Simon tham dự bàn tiệc với Chúa Giêsu. Ông đồng bàn với Chúa Giêsu và đồng thời với một sự tự tôn, ông cho mình có quyền để kết án người phụ nữ kia. Và đồng thời bởi tự tôn cho nên ông cho mình có quyền đặt vấn đề về Chúa Giêsu khi ông tự hỏi nếu ông này là ngôn sứ ắt hẳn phải biết người phụ nữ kia là ai. Ông tự tôn tham dự bàn tiệc cộng đoàn với sự tự tôn. Còn người phụ nữ tham dự bàn tiệc ở với Chúa Giêsu, gần với Chúa Giêsu với sự khiêm tốn biết ơn. Chúa Giêsu nói rõ điều đó, bà được tha nhiều cho nên yêu mến nhiều, và bởi yêu mến nhiều cho nên bày tỏ lòng yêu mến bởi sự biết ơn một cách khiêm tốn. Bà dùng nước mắt của mình để rửa chân Chúa, dùng tóc của mình để lau chân Chúa. Bà không hôn Chúa ở trên khuôn mặt mà là hôn Chúa ở bàn chân. Và đồng thời bà quảng đại sức thuốc thơm cho Chúa. Một sự khiêm tốn biết ơn tham dự bàn tiệc cộng đoàn. Và chính vì thế kết quả là khác. Chúa Giêsu nói bà được tha thứ và được sự bình an. Cộng đoàn chúng ta là một bữa tiệc. Cộng đoàn của quý ông bà anh chị em là gia đình. Cộng đoàn giáo xứ dành cho các linh mục, trong đó có các linh mục đang gặp khó khăn. Và ngay cụ thể trong nhà nguyện này, tòa giám mục là một cộng đoàn, trong đó có các giáo dân là nhân viên, có các nữ tu, có các linh mục, có giám mục, và trong đại dịch có cả các chủng sinh và các dự tu. Đây là một cộng đoàn. Và cộng đoàn là một bữa tiệc. Và chúng ta tham dự bữa tiệc như sứ điệp từ bài tin mừng hôm nay, với lòng khiêm tốn biết ơn. Trong gia đình của quý ông bà anh chị em, vợ chồng biết ơn nhau. Bởi có em yêu này mà tôi trở thành chồng, bởi có anh yêu này mà tôi trở thành vợ. Cha mẹ cũng biết ơn con cái, bởi có những đứa con này mà tôi là cha, mà tôi là mẹ. Ông bà nội ngoại cũng biết ơn con cái và các cháu, bởi vì có các cháu tôi mới là ông nội ông ngoại, tôi mới là bà nội bà ngoại. Chúng ta tham dự bàn tiệc cộng đoàn với lòng biết ơn. Biết ơn bởi chúng ta khiêm tốn đón nhận những sự nhu cầu của con người chúng ta qua người khác đến với chúng ta. Chúng ta biết ơn với lòng khiêm tốn, và với lòng khiêm tốn biết ơn, tương quan của chúng ta đối với anh em, chị em, đó là sự quảng đại đón nhận nhau với sự tha thứ cho nhau và xây dựng cộng đoàn trong tình hiệp nhất, bình an và hạnh phúc. Đó là kết quả của tham dự bàn tiệc cộng đoàn với lòng biết ơn khiêm tốn. Cha Louis Gonzaga Mai Hùng Dũng đã tham dự những bàn tiệc cộng đoàn. Đó là bàn tiệc cộng đoàn gia đình với cha mẹ, với anh chị em, trong khi còn rất trẻ. Và cộng đoàn đó gắn liền với cha Louis khi mà 2 năm nay chính các cháu trong gia đình chăm sóc cho ngài. Đây là một bữa tiệc cộng đoàn. Bắt đầu năm 1963 là một chủng sinh của giáo phận, ngài tham dự bàn tiệc cộng đoàn của giáo phận, đặc biệt là các tiểu chủng viện và các đại chủng viện, trong đó nổi bật là lớp khai phá 1964. Ngài tham dự bàn tiệc cộng đoàn anh em chủng sinh, linh mục và linh mục đoàn của giáo phận. Và rồi qua bài sai của các bề trên, ngài tham dự bàn tiệc cộng đoàn tại các giáo xứ mà ngài phục vụ, cụ thể gần đây nhất là giáo xứ Nang Gù. Và năm 2019, bởi bệnh tật
để Ngài rời xa cộng đoàn giáo xứ Lăng Gù để đi chữa bệnh. Đời của chúng ta là một lời mời gọi tham dự bàn tiệc cộng đoàn, gia đình, giáo xứ, giáo phận và những tương quan liên đới cá nhân của chúng ta. Là một bàn tiệc cộng đoàn bởi gắn liền với bàn tiệc thánh thể là một cộng đoàn. Trong bàn tiệc thánh thể này, cha Louis Gonzaga vẫn thường cử hành với giáo dân khi là linh mục. Có bàn tiệc lời Chúa, có bàn tiệc thánh thể, có bàn tiệc tình huynh đệ cộng đoàn và có bàn tiệc của thừa tác viên linh mục thừa tác của Chúa Kitô cử hành thánh lễ. Và trong bàn tiệc này mời gọi chúng ta tham dự với lòng khiêm tốn biết ơn. Khiêm tốn biết ơn đón nhận lời Chúa để tự hoán cải chính mình như là những giọt nước mắt hoán cải canh tân. Khiêm tốn biết ơn để đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể mình máu Ngài vào trong tâm hồn chúng ta như là những nụ hôn chúng ta ôm lấy Ngài. Và tham dự bí tích thánh thể với lòng khiêm tốn biết ơn khi chúng ta cùng đồng hành với anh em, chị em như là những lời cầu nguyện thiết tha dâng lên cho Thiên Chúa, như là những hương thơm của những nỗ lực khiêm tốn con người dâng lên cho Thiên Chúa cùng với nhau. Cha Louis Gonzaga đã tham dự bàn tiệc cộng đoàn ở trần gian và chúng ta cầu xin Chúa với lòng xót thương của Ngài đón nhận cha Louis Gonzaga tham dự bàn tiệc con chiên trên nước trời với lòng khiêm tốn biết ơn. Xin Chúa đón nhận linh hồn Louis Gonzaga vào nước trời bởi thánh lễ cuộc đời của Ngài đã kết thúc và Ngài tham dự thánh lễ bữa tiệc trên thiên quốc. Xin Chúa đón nhận Ngài. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ có người được tôn vinh. Quả thật Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta, và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Ngày lễ giỗ của người cha, của người thầy, của vị chủ chăn quy tụ chúng ta trong gia đình thân yêu. Chúng ta hãnh diện
vì chúng ta có người cha như thế. Theo truyền thống trong đạo Công giáo, và đồng thời cũng là truyền thống của người Việt Nam chúng ta, ngày lễ giỗ là ngày quy tụ gia đình. Do hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta chưa làm được điều này. Nhưng qua thánh lễ trực tuyến, chúng ta như nối kết với nhau, và chính Chúa là đứng toàn năng ở giữa chúng ta. Chính mẹ Maria, người mẹ thân yêu, luôn luôn tế nhị, an ủi, quy tụ chúng ta. Chúng ta nói gì về người cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta? Tôi nhớ năm 2008, khi tham dự Thường Hội đồng Giáo mục về lời Chúa trong đời sống của giáo hội, tôi được diễm phúc có cuộc tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tôi thưa với Ngài, con là giáo mục của giáo phận Nha Trang, nơi trước kia có Đức Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nghe tới danh xưng Francisco Xavier, Đức Thánh Cha Benedicto XVI mở to mắt và Ngài nói ngay: "E un santo", là một vị thánh. Lời nói bằng tiếng Ý, là một vị thánh. Tự nhiên bầu khí trầm lắng lạ lùng. Rồi đến năm 2013, khi tôi được thay mặt cho Hội đồng Giáo mục Việt Nam và giáo phận Nha Trang để tham dự cuộc họp bế mạc án phong thánh cho Đức Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, sau khi có bài phát biểu của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, tôi được yết kiến Đức Thánh Cha Francisco và Ngài nói ngay: "Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là người Việt Nam, là người phương Đông." Tuyệt vời quá sức. Ngài nổi tiếng là chứng nhân của niềm hy vọng, cho đến độ các tông huấn của các Đức Thánh Cha nhắc đến tên của Ngài. Bình thường chỉ nhắc đến tên của các vị thánh đã được tuyên phong. Đằng này, Ngài chưa được công khai tuyên phong là thánh, nhưng Ngài đã được ghi dấu ấn vào các văn kiện chính thức của tòa thánh. Và điều đó để nói rằng người cha kính yêu của chúng ta, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, thật tuyệt vời. Chính Ngài không những làm rạng danh cho Hội Thánh Chúa, mà còn làm danh cho dân tộc Việt Nam yêu quý của chúng ta. Bởi vì đi tới đâu, làm việc gì, Ngài cũng nhắc tới mình có một tổ quốc mình là Việt Nam, dân tộc của mình là Việt Nam. Và rồi những lời Ngài đã từng tâm sự: "Thưa anh chị em, tôi không cầm được nước mắt khi tôi nhắc đến những điều này, bởi vì lần Ngài giảng tịnh tâm cho các chức sắc ở bên Ghana, châu Phi, khi vị Tổng giám mục hỏi Ngài khẩu hiệu của Đức Cha là gì, Ngài mỉm cười và nói: "Cái sứ điệp của tôi là nụ cười, bởi vì tôi kết hợp với Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Con người có niềm vui, con người có niềm hy vọng, không có nụ cười làm sao được." Và vị
Tổng giám mục đó rất là nghiêm trang. Ngài nhìn Đức Francisco Xavier rồi nói rằng: hay thật, hay thật. Nụ cười và hy vọng, vui mừng và hy vọng. Rồi khi người ta nhắc hỏi Ngài, Ngài yêu thương và Ngài có giữ lại trong trái tim của Ngài cái gì nhất? Bởi vì Ngài tiếp xúc với biết biết bao nhiêu hàng người thì phải có chỗ đứng trong trái tim của Ngài. Ngài không ngần ngại nói: giáo phận Nha Trang trong trái tim của tôi. Giáo phận Nha Trang trong trái tim của tôi. Kính thưa các cha, các tu sĩ và anh chị em giáo dân giáo phận Nha Trang, chúng ta nghe lại những lời đó của người cha kính yêu của chúng ta. Dù Ngài đã rời xa chúng ta lâu rồi, nhưng làm sao chúng ta không xúc động cho được. Để từ đó chúng ta thấy rằng những bài đọc lời Chúa chúng ta ngày hôm nay trở nên thật sự sống động đối với chúng ta. Dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa. Dù Ngài đã qua đi, nhưng Ngài vẫn đang như sống ở giữa chúng ta. Tình yêu không bao giờ mất, sự sống không bao giờ mất, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và nguồn tình yêu không bao giờ mất, không bao giờ cạn. Nha Trang ở trong trái tim của tôi. Và chúng ta có thể nói ngày 7 tháng 5 1975, trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, sau khi truyền chức linh mục cho hai người trẻ, phó tế trẻ, giờ đây còn Đức ông Giuse Lê Văn Sĩ, tổng đại diện giáo phận Nha Trang chúng ta. Tối hôm đó đâu có ai biết, sau này Ngài nói ra mới biết. Ngài nói: tôi ghi âm để từ giã giáo phận Nha Trang, vì tôi không có kịp giờ để quy tụ mà nói lời từ giã và lời biết ơn, cho nên tôi ghi âm để từ giã. Và Ngài không ngần ngại nói rằng: tôi đã khóc, tôi đã thổn thức. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm làm giám mục Nha Trang khi từ giã giáo phận Nha Trang để vâng lời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục về Sài Gòn. Tôi nhớ và thương giáo phận Nha Trang. Tôi đã khóc nức nở khi tôi ghi âm những lời từ giã. Ngài là chứng nhân của hy vọng. Ngài là chứng nhân của sự cương quyết. Vậy mà sau này khi làm hồng y ở Roma, ngày 16 tháng 9 năm 2002, trước khi trút hơi thở cuối cùng, những chứng nhân lúc bây giờ bên cạnh giường của Ngài đã nghe Ngài thều thào: Nha Trang, Nha Trang. Kính thưa anh chị em, chúng ta không yêu mến và hãnh diện về người cha của chúng ta sao được? Và người cha của chúng ta dù chưa được tuyên phong công khai là thánh, nhưng đời sống của Ngài đúng là một vị thánh, là người cha hiền, là vị mục tử nhiệt tình, nhiệt thành và trung tín, là vị mục tử chan hòa với tất cả mọi người, những người có quyền thế cũng như những người nghèo hèn, những người ở thành thị cũng như những người ở thôn.
thôn quê. Đi tới đâu, gặp ai, Ngài cũng có nụ cười như là món quà để chia sẻ và trao ban. Có được như thế là bởi vì trong con người của Ngài đã đầy tràn Chúa như theo gương của mẹ Maria, người mẹ mà gia đình đã dạy cho Ngài từ lúc còn tấm bé, hãy yêu mến mẹ Maria. Hãy luôn luôn cầu nguyện với mẹ Maria, nhờ mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã luôn luôn sẵn sàng khi Chúa gọi, đã luôn luôn khiêm tốn nói lời xin vâng. Và trong suốt cuộc đời của mẹ, nụ cười vang lên thật là đẹp khi sướng bài ca Magnificat tôn vinh Thiên Chúa. Và đặc biệt, mẹ Maria đứng vững bên thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Những điều đó Ngài được ngay từ lúc còn tấm bé trong gia đình, rồi trong tiểu chủng viện, và sau này ở các cương vị mục vụ khác nhau ở Huế cũng như ở Nha Trang, Ngài luôn luôn làm rõ khuôn mặt của mẹ Maria để nhờ mẹ mà đến với Chúa Giêsu. Cho nên cuộc đời của Ngài, nếu chúng ta có giờ đọc lại, chúng ta sẽ không ngần ngại để thấy rằng Ngài đã trở nên như của lễ toàn thiêu bài đọc thứ nhất hôm nay gợi lên cho chúng ta. Và ý cuối cùng đó là hình ảnh của hạt lúa mì rơi xuống đất mà bài phúc âm đã được công bố chúng ta thuộc nằm lòng, đó là hình ảnh của chính Chúa Giêsu trong hy tế thập giá, chịu khổ nạn, chịu chết, mục nát được an táng trong mồ, mục nát đi nhưng không phải là biến mất, nhưng trở nên hạt lúa mì sinh các bông hạt khác, không những hàng trăm hạt mới mà hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ vạt mới. Ngài đã trở nên chứng nhân của hy vọng cho tất cả chúng ta, đặc biệt trong giai đoạn thử thách của cơn dịch bệnh này. Biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu tai ương xảy đến cho không phải gia đình này, địa phương kia, mà cả thế giới. Trong cơn chao đảo như vậy, chúng ta cần chứng nhân của hy vọng, nắm vững hy vọng. Và Ngài nhắc chúng ta, niềm hy vọng đó là chạy đến với mẹ Maria với tràng hạt mân côi, để nhờ mẹ đến với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đứng cứu độ duy nhất trần gian. Kính thưa anh chị em, ngày lễ giỗ người cha của chúng ta muốn nói rất nhiều, mỗi người đều muốn chia sẻ với nhau những mối tương quan, những điều mình học được nơi cha của mình. Và điều mà trong tư cách là giám mục giáo phận Nha Trang, kế vị sau này của Ngài, tôi thật ngỡ ngàng và sung sướng cho đến độ không hiểu tại sao. Tôi không ngần ngại nói không hiểu tại sao. Lúc đó như có một cái ánh sáng để đưa cho tôi đến quyết định thiết lập gia đình Francisco Xavier Nha Trang. Không phải chỉ là giáo phận Nha Trang mà thôi, mà bất cứ ai ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước, ngưỡng mộ Đức Francisco Xavier, yêu mến và biết ơn Đức Francisco Xavier, đều có thể trở nên thành viên của gia đình Francisco Xavier Nha Trang. Từ đó
chúng ta như được nối kết nhau trong mối dây thân tình của gia đình, và chính Ngài là người cha yêu quý của chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng hôm nay, con muốn cùng cộng đoàn chiêm ngắm khuôn mặt của ông Simon, một người thuộc phái Pha-ri-sêu. Chúng ta phải thừa nhận rằng là người thuộc phái Pha-ri-sêu, những ông này không ác cảm với Đức Giê-xu. Thế nên, Đức Giê-xu đã không ngại đáp lại lời mời mà đến nhà ông dùng bữa. Vậy, chúng ta cần lưu tâm điều gì nơi ông Simon? Thứ nhất, khi cho rằng người phụ nữ tội lỗi, ông Simon đã tự hào mình là người không có tội. Tự hào mình không có tội đồng nghĩa với việc thấy mình không cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Tự hào mình không có tội khiến người ta trở nên vô ơn đối với Thiên Chúa và anh chị em hơn. Thứ hai, tự cho mình đạo đức sẽ dễ sống khép kín với người khác. Bởi thế, ông dễ dàng lên án người phụ nữ. Nói cách khác, tự hào mình đạo đức nên không biết cảm thông, tha thứ, lỗi lầm cho tha nhân. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta: phải chăng tôi đang cưu mang một Simon? Tôi đang cưu mang một Simon khi tôi khó chịu trước thiếu sót, lỗi lầm của anh chị em. Tôi có những lời nói khó nghe hoặc tỏ thái độ khi thấy một người tội lỗi trở về với Thiên Chúa, và rất rất nhiều cách thức khác nữa, thưa cộng đoàn phụng vụ. Như vậy, trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta. Lắm lúc chúng ta vẫn đang cưu mang trong mình một Simon, là chỉ biết sống cho mình mà vô cảm với anh chị em, chỉ biết yêu mình mà ghét bỏ tha nhân. Vì thế, chúng ta xin Chúa biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Nhờ đó, chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho anh chị em vì Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn, dừng lại một vài giây phút trên trang tin mừng chúng ta vừa nghe để chúng ta khám phá ra sứ điệp mà tin mừng muốn chuyển trao cho chúng ta hôm nay. Trong bữa tiệc của Chúa Giêsu mà tin mừng thuật lại cho chúng ta, có một người phụ nữ, chị ta nhận mình là người tội lỗi, chị đến phủ phục dưới chân Chúa, chẳng nói câu nào cả. Người phụ nữ ấy chỉ khóc. Chỉ khóc cho tội lỗi của mình, những giọt nước mắt của lòng sám hối ăn năn. Và chúng ta nghĩ chắc chị ta phải can đảm lắm mới dám đến, vượt qua dư luận và mới khiêm tốn chân thành lắm, chị mới có thể dám cúi xuống lấy tóc của mình để lau chân cho Giêsu. Có những tội lỗi làm chúng ta vì sĩ diện, vì sự tự cao, vì danh dự, không dám cúi xuống để chân thành ăn năn. Có những giây phút của tội làm chúng ta đứng vững, rất vững trong sự tự kiêu, ích kỷ, khiến ta thật khó cúi nhìn vào lòng mình để chân thành nhận ra lời yêu thương tha thứ của Thiên Chúa.
Trong bữa tiệc của Chúa Giêsu năm ấy cũng có những người Pharisêu. Họ tự cho mình là những người công chính, có quyền xét đoán người khác. Họ không nhìn thấy gì khác hơn người phụ nữ, và họ nhận xét tin mừng Luca ghi lại cho chúng ta: chị ta là người tội lỗi. Họ đóng khung chị trong cái biết của ngày hôm qua và không cho chị một cơ hội nào để đứng lên và trở thành con người lương thiện. Nhiều khi chúng ta cũng hay nhận xét anh chị em mình bằng cái biết của quá khứ không mấy thiện cả. Chúng ta vẫn thường nhận xét tưởng ai chứ người đó tôi biết qua. Nhiều khi chúng ta trong nhận xét của mình không cho anh chị em của chúng ta một cơ hội để biến đổi. Hay nói đúng hơn, không chấp nhận ơn Thiên Chúa biến đổi con người của họ trong một giây phút nào đó. Còn Chúa Giêsu ngày hôm nay, Chúa Giêsu biết người phụ nữ đó có tội, cho nên Chúa nói tội con đã được tha. Chúa nhìn vào trái tim của người tội nhân. Chúa nói và Chúa biết chị đã yêu mến Chúa, và Chúa biết chị đã để cho tình yêu của Thiên Chúa chạm đến con tim của mình. Xin cho chúng ta cũng biết nhìn và nhận xét anh chị em của chúng ta ngày hôm nay bằng con tim của Chúa, bằng ánh mắt của Ngài. Như thế, lời cầu nguyện mỗi đầu thánh lễ chúng ta cất lên thật ý nghĩa với chúng ta trong ngày sống hôm nay. Hôm nay, lạy Chúa, con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa, xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con trước những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí của con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, để tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, bữa tiệc của Chúa năm xưa ở nhà người biệt phái đích thực trở thành bữa tiệc của ơn cứu độ. Ở đó những người tội lỗi biết chân thành cúi xuống, và ở đó tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chạm được vào trái tim đầy khiêm cung tội lỗi. Bữa tiệc hôm nay và giờ phút này chúng ta tham dự bữa tiệc thánh thể, ước chi cũng là một bữa tiệc mà ở đó chúng ta mở lòng ra cho Thiên Chúa, và ở đó chúng ta đón nhận sự tha thứ và biến đổi của Ngài, để ngày sống hôm nay của chúng ta là một ngày sống đầy tràn ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đến thăm nhà người biệt phái là ông Simon và dùng bữa với ông. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng ta cũng thấy xuất hiện một người phụ nữ ở trong tin mừng thánh Luca ghi lại là một người tội lỗi ở trong thành. Ở đây thì thánh Luca không nhắc đến tên người phụ nữ đó là ai, nhưng Chúa Giêsu Ngài đã để cho người phụ nữ đó khóc rồi dùng tóc mình mà lau, cũng như dùng thuốc thơm để sức lên chân của người. Qua đó chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng thương xót Thiên Chúa. Ngài đến để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta, và ơn cứu độ đó dành cho tất cả mọi người,
không phải chỉ những người thánh thiện, những người đạo đức, nhưng cả những người tội lỗi, những người bị gạt bỏ ra ngoài xã hội, ngoài giáo hội. Chúa đến là để cứu chữa những người tội lỗi và tìm kiếm họ để giúp họ quay trở về. Chớ gì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra con người yếu đuối và đầy những khiếm khuyết tội lỗi của mình, để chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa, hầu chúng ta biết ăn năn, hối cải để trở về. Và chắc chắn những ai biết tin tưởng cậy trông vào Chúa, cũng như thực lòng ăn năn hối cải trở về, thì những người đó sẽ được lãnh nhận ơn tha thứ và bình an. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta quyết tâm trở về với Chúa, để chúng ta tất cả đều được hưởng ơn cứu độ mà Chúa, chính Chúa Giêsu, Ngài đã dùng cái chết để của mình để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa luôn dang rộng vòng tay để đón nhận tất cả mọi người, người công chính cũng như người tội lỗi. Trong Tin Mừng ta thấy Đức Giêsu thường lên án người biệt phái vì cái tội giả hình, vì tính kiêu căng, kỳ thị và óc đố kỵ của họ đối với người khác. Thế nhưng Đức Giêsu không loại trừ họ. Và trong Tin Mừng hôm nay, Ngài đã nhận lời mời để đến dùng bữa tại nhà ông Simon người biệt phái. Điều đó cho thấy Đức Giêsu cũng vẫn có một cái tương quan tốt đẹp đối với một số người biệt phái. Và ngược lại thì người biệt phái cũng dành cho Chúa Giêsu một sự tôn trọng và yêu mến như là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Mặc dầu trong cách sống của người biệt phái đã nhiều lần Chúa Giêsu lên án là kiêu căng, là giả hình, nhưng xét về một mặt nào đó thì họ vẫn được coi là những người công chính trong lề luật trước mặt người khác. Nhưng dù sao, Đức Giêsu vẫn mở lòng đón nhận họ, đến với họ. Bên cạnh đó, cũng ở trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đặc biệt quan tâm đến những người tội lỗi, những người tàn tật, đuôi mù, què quặt, phong cùi, góa bụa, những người bị xã hội ruồng bỏ, loại trừ. Ngài thường chữa lành cho họ về phương diện thể lý cũng như tinh thần. Trong Tin Mừng hôm nay thì người phụ nữ tội lỗi đã đến với Chúa Giêsu và đã được chữa lành về tâm hồn. Chị đã tỏ lòng sám hối ăn năn bằng một cử chỉ rất mực khiêm tốn, đó là quỳ dưới chân Chúa Giêsu, than khóc, thể hiện sự sám hối, lấy nước mắt rửa chân Chúa Giêsu, rơi vào chân Chúa Giêsu, lấy tóc của mình mà lau, rồi sức dầu thơm ở chân Chúa Giêsu. Chị đã thể hiện một cái lòng yêu mến và kính trọng Đức Giêsu, đến nỗi Ngài, chị dám dùng một lọ dầu thơm rất giá trị để sức chân Chúa, bất chấp những lời gièm pha, trách móc của những người xung quanh. Đọc trong Tin Mừng, Matthew, Marco và Gioan đều nói đến cái chi tiết này, đó là những người xung quanh sầm sì, thốt lên: tại sao mà phí vậy? Lọ dầu này đáng giá tới 300 quan tiền, sao không bán đi để cho người nghèo? Rõ ràng chị này, người phụ nữ tội lỗi này dám tiêu tốn một lọ dầu đắt tiền như thế là vì cái lòng yêu mến của chị rất là cao độ.
và thể hiện một cái lòng sám hối, khiêm tốn, tột cùng trước Đức Giê-xu. Và nhờ đó chị đã được ơn tha thứ và bình an mà Đức Giê-xu ban cho. Thêm vào đó, ta thấy Đức Giê-xu đã so sánh cái cung cách đón tiếp và đối xử của người biệt phái này và người phụ nữ đối với Đức Giê-xu. Và sự so sánh như thế đã cho thấy được cái lòng yêu mến của người phụ nữ này cao hơn là cái người biệt phái. Lòng yêu mến nhiều hơn bởi vì chị đã được tha tội nhiều hơn. Người biệt phái cũng có những thiếu sót trong cách thể hiện cái lòng yêu mến của ông đối với Đức Giê-xu. Nhưng nhất là qua cái cách đối xử của ông cho thấy dù sao người biệt phái cũng có những cái lầm lỗi riêng. Đó là kỳ thị đối với người tội lỗi, đố kỵ và loại trừ, luôn tìm cách tránh xa cái người tội lỗi. Và qua cái cách so sánh của Chúa Giê-xu cho thấy rằng cả người biệt phái cũng như người phụ nữ tội lỗi đều phải sám hối, đều phải thay đổi cách sống của mình để nhận được ơn tha thứ từ nơi Thiên Chúa. Thưa ông bà, anh chị em, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và chúng ta cần được sám hối để được ơn tha thứ. Chúng ta cũng mang trong mình những bệnh tật khác nhau về thể lý cũng như về tâm hồn. Xin Chúa chữa lành và ban bình an của Ngài cho tất cả chúng ta. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn, chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và sức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giê-xu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không sức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm sức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà: tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng:
ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: Đức tin của con đã cứu con hãy về bình an. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trích đoạn tin mừng vừa nghe cho chúng ta chiêm ngắm hai hướng nhìn. Một hướng nhìn khước từ lòng thương xót của Chúa, và một hướng nhìn đón nhận lòng thương xót Chúa, để rồi chúng ta thẩm định lại đời sống của chúng ta. Chúng ta đang có hướng nhìn nào? Hướng nhìn khước từ lòng thương xót của Chúa là hướng nhìn của những người biệt phái. Chúa Giêsu đã đến với họ, và người đã bước vào nhà của họ và ngồi đồng bàn với họ. Tức là người đã đến gần họ, rất gần. Nhưng họ lại không nhận ra Chúa là đấng xót thương. Họ cảm thấy khó chịu khi họ thấy Chúa để cho người đàn bà tội lỗi đụng vào người mình. Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một đứa tội lỗi. Tự cho mình là công chính, họ đã không chấp nhận, không tin vào Chúa. Đồng thời, họ cũng chẳng có lòng thương xót đối với anh chị em. Đặc biệt, như tin mừng chúng ta vừa nghe là người đàn bà tội lỗi bị họ bôi nhọ trước đám đông. Và hướng nhìn thứ hai chúng ta nhận ra là hướng nhìn của lòng thương xót Chúa. Biết đón nhận lòng thương xót Chúa là biết chạy đến với Chúa, nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của mình. Nhân vô thập toàn là thế. Mỗi chúng ta ai cũng là con nợ của Chúa cả. Người đàn bà tội lỗi đã nhận ra điều ấy, và bà chạy đến với Chúa Giêsu, đứng mà bà chân nhận rằng đó là lòng thương xót, để bà xin ơn chữa lành. Bà đã thể hiện trọn vẹn tình yêu đối với Chúa, không phải là một tình yêu giả dối, nhưng là một tình yêu của lòng tin. Bà đứng phía chân người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Tất cả cử chỉ thống hối của bà không qua được con mắt đầy lòng xót thương của Chúa. Động lòng thương xót tâm hồn thống hối, Chúa đã giúp bà và chữa lành cho bà. Người nói với bà: tội con đã được tha rồi. Bà đã yêu mến nhiều nên đã được Chúa tha thứ nhiều. Và Chúa đã làm cho bà trở nên trong sạch chỉ với một lời phán: đức tin của con đã cứu con hãy về bình an. Bà đã đến với Chúa, và giờ đây Chúa lại ở với bà. Điều đó thật hạnh phúc biết bao. Mỗi chúng ta cũng đang được mời gọi. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa, để rồi mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi người xót thương chút phận đến với Chúa, để chúng ta cảm nhận lòng thương xót Chúa đang đổ xuống cuộc đời chúng ta. Đến với Chúa để chúng ta được Chúa chữa lành mọi thương tích và được bình an. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa cũng đến và ở lại với chúng ta. Hướng nhìn lên Chúa là đấng xót thương, chúng ta sẽ tập để chúng ta cũng biết xót thương anh chị em như ánh nhìn của Chúa đã xót thương chúng ta, đặc biệt là những người thân yêu trong cùng một gia đình. Khi chúng ta có một tâm hồn rộng mở, biết yêu thương, chúng ta sẽ trả cho nhau món nợ tình yêu như Thánh Phaolô đã nói: anh em đừng mắc nợ gì nhau ngoài món nợ tương thân tương ái. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một việc làm mà phần đông ai trong chúng ta cũng đều thích, đó là đi mua sắm.
có người thích đi đến những cái trung tâm thương mại này để mua cái tủ lạnh, để mua cái tivi. Có người thích đi đến trung tâm thương mại kia để mua cái máy giặt, mua giày đôi dép, mua vài bộ quần áo, vân vân. Ngày hôm nay con muốn giới thiệu với ông bà anh chị em một trung tâm mua sắm lớn. Không phải là trung tâm thương mại, nhưng đó là một trung tâm thương yêu. Đó chính là Chúa Giêsu. Nơi Ngài chúng ta sẽ tìm được một điều có thể gọi là lớn lao, vượt lên trên tất cả mọi của cải vật chất ở trần gian này. Đó chính là sự bình an. Vậy thì khi đến với Ngài, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để mà có được sự bình an? Thiết nghĩ khi nhìn vào đời sống của người phụ nữ trong phúc âm chúng ta vừa nghe, có hai điều mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị, đó là lòng sám hối và lòng tin. Ông bà anh chị em kính mến, trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Và người phụ nữ trong đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe cũng không ngoại lệ. Thánh Luca cho biết người phụ nữ này là thuộc hạng người tội lỗi trong thành. Chỉ nổi tiếng không phải vì điều tốt, nhưng nổi tiếng bởi tai tiếng của mình. Nổi tiếng đến nỗi mà ai cũng biết. Và khi chị đi đến đâu thì ai cũng miệt thị chị, soi mói, nhìn chị bằng những cặp mắt khinh thường. Ai cũng muốn xa chạy cao bay, muốn trốn thật xa, tránh thật xa chị. Chị sống giữa chốn phồn hoa đô thị, nhiều người đi, nhiều kẻ lại, nhưng lòng chị trống vắng và cô đơn. Không ai coi trọng chị, không ai thông cảm chị, không ai chấp nhận chị. Lòng chị tuyệt vọng. Nhưng rồi bỗng một ngày, chị đứng bên lề của đám đông. Chị nghe Chúa Giêsu giảng dạy, và chị đã thấy nơi Ngài một cái bàn tay có thể nâng chị lên khỏi cái đầm lầy của đời sống của chị. Và chính cách cư xử của Chúa Giêsu đã làm cho chị thức tỉnh tâm hồn. Chị hồi tâm nhìn lại đời mình, và chị đã dục lòng sám hối. Chị khát khao một ngày nào đó có thể gặp được Chúa Giêsu, có thể chạm đến Chúa Giêsu, ước được nghe Chúa nói những lời yêu thương, nói những lời tha thứ đến với chị như Chúa Giêsu đã từng làm cho những người tội lỗi khác. Chị nuôi niềm hy vọng và nuôi niềm tin vào Chúa Giêsu. Thế rồi cơ hội cũng đến với chị. Một ngày nọ, Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà Simon thuộc nhóm biệt phái. Chúng ta biết ở nước Palestine thời bấy giờ, mỗi khi có một rabbi đến dự tiệc ở nhà người nào thì tất cả mọi người có quyền tự do đến đó để mà nghe những lời khôn ngoan. Và chị cũng như bao người khác, chị đã đến đây. Nhưng chị hồi hộp, lo sợ bởi những ánh mắt kỳ thị, bởi những lời nói mỉa mai, khi dễ, đàm tiếu. Tuy nhiên, nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu,
chị đã vượt qua tất cả những cái thử thách, chị đã vượt qua mọi cái rào cản để rồi chị đến với Chúa Giêsu. Chị quên hẳn tất cả mọi người xung quanh. Chị chạy đến với Chúa, cứ như thể là chị có Chúa với chị. Và chị đã khóc lóc, nức nở, khóc thật nhiều. Chị khóc bởi những cái đời sống xấu xa, bởi đời sống tội lỗi của mình. Và đồng thời chị khóc bởi vì chị biết rằng chị sẽ được Chúa tha thứ. Chị ngập tràn hạnh phúc khi Chúa nói với chị: tội con được tha rồi, con hãy đi bình an. Ông bà anh chị em kính mến, sự bình an không chỉ cần thiết cho người phụ nữ khi xưa, nhưng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và sự bình an này chúng ta không thể mua bằng tiền, bằng vàng, bằng đô la, bằng hộp xoàn kim cương. Nhưng chúng ta có được sự bình an là do lòng sám hối, do lòng tin tưởng vào Chúa, và nhất là do lòng thương xót của Chúa. Sự bình an này chúng ta không thể tìm được ở những cái trung tâm thương mại, không thể tìm ở những cái siêu thị, không thể tìm ở những cái hội chợ triển lãm, nhưng chúng ta chỉ tìm được ở nơi chính Chúa. Cụ thể, Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, để rồi Chúa sẽ ban sự bình an cho chúng ta. Có người kia nói với cha sở: thưa cha, con đã bỏ nhà thờ lâu rồi, con muốn đi nhà thờ để xưng tội. Nhưng khi vào nhà thờ thì hai chân của con nó cứ run cầm cập, con không thể nào đi xưng tội được. Người nọ lại nói: thưa cha, con muốn đi xưng tội, nhưng mà cố sở con khó quá, con sợ con không dám đi xưng tội. Người khác lại nói: thưa cha, con bận nhiều việc, con không có thì giờ để đến nhà thờ, con gọi điện để hỏi cha, xin cha giải tội cho con qua điện thoại được không? Ông bà anh chị em kính mến, người ta có rất nhiều lý do, trăm ngàn lý do để biện minh cho con người của mình. Chúng ta hãy nhìn vào cái gương của chị, người phụ nữ trong phúc âm chúng ta vừa nghe. Can đảm nhìn nhận con người của mình, biết sám hối, biết tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa, vào lòng tha thứ của Chúa. Và chúng ta hãy chạy đến với Chúa, để rồi chính Chúa là tình yêu sẽ ban sự bình an cho mỗi người chúng ta. Amen.